Xin được chuyển sang bác sĩ Trần Văn Tâm. Thưa bác sĩ Tâm ạ, xin bác sĩ có thể cho biết là làm thế nào để nhận biết mình đã bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thưa bác sĩ? Kính chào quý vị khán giả. Để biết mình bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ á, thì chúng tôi căn cứ vào bốn cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn thứ nhất á, là mình đã có những cái yếu tố nguy cơ tạo thuận cho thoát vị đĩa đệm. Như cái phóng sự đầu chương trình có nói á, là chúng ta cúi ngửa nhiều của cái cổ và chúng ta làm tư thế sai, hoạt động sai, hoặc là có những cái ngành nghề như bác sĩ Cọc vừa nói á, hoặc là những cái bệnh nhân, những cái người mà làm những cái ngành nghề mà đội đội nặng cái đầu nhiều á, thì nó gây áp lực lên cái cột sống cổ, từ đó nhiều năm nó sẽ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Đó là những yếu tố nguy cơ thuận lợi tạo thuận thoát vị đĩa đệm. Cái thứ hai là chúng tôi căn cứ vào những cái biểu hiện bên ngoài của cái thoát vị đĩa đệm mà người ta gọi là triệu chứng học á. Cái thứ ba là căn cứ vào cái thăm khám của bác sĩ, làm một số nghiệm pháp để người ta qua đó người thầy thuốc á, là đánh giá được cái mức độ tổn thương cũng như là bệnh lý ngay chỗ cái vùng cột sống cổ. Và cái tiêu chuẩn cuối cùng là chúng ta thông qua cái chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như là chúng ta qua cái thăm khám đó, bác sĩ sẽ chỉ định chúng ta chụp X quang cột sống cổ hay là chụp CT hoặc là chụp MRI cột sống cổ, từ đó xác định thêm chính xác cái tình trạng thoát vị cột sống cổ của chúng ta. Dạ vâng, như vậy thì bác sĩ có thể cho khán giả truyền hình được biết những cái triệu chứng của cái căn bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ này như thế nào? Nói về triệu chứng của thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì biểu hiện nó rất là đa dạng và nó tùy thuộc vào cái thứ nhất là cái hướng cái khối đĩa đệm nó thoát vị bên nào. Ví dụ như nó thoát vị ra thẳng ra đằng sau trung tâm thì nó kẹt ép cái tủy cổ, nếu mà nó thoát vị bên trái thì nó gây ép cái rễ thần kinh bên trái, nó ảnh hưởng đâm rối thần kinh cánh tay bên trái, mà nó lọt về bên phải thì nó ép về bên phải. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai tùy thuộc vào cái kích thước và cái khối lượng thoát vị đĩa đệm á, mà nó nhiều quá thì nó tình trạng nó nặng hơn. Nói chung là có những biểu hiện như thế này, là có thể là bệnh nhân đau, đầu tiên là đau đau có thể tại cái vùng cổ, và nếu như nặng hơn nữa thì nó lan xuống vai, rồi có bệnh nhân nó chỉ lan xuống cánh tay thôi, và có bệnh nhân lan đến cẳng tay này, có bệnh nhân lan đến các cái ngón tay, làm đau đau theo hướng thần kinh. Cái thứ hai nữa là nó làm tê tê bì, mà người ta đau đau nhiều khi có một bên nó ngủ dậy thì cái cơ cổ này nó cứng, nó tê luôn cái vai, làm người ta không có quay quay cổ về được, là đơ cứng cổ, gọi là hội chứng vai gái á, là nó là cái tê. Nếu như đau và tê nhiều, người ta sẽ hạn chế cử động lâu ngày, nó gây teo cơ, và khi teo cơ như thế thì cái cơ đó, lực cơ nó sẽ yếu, cái chi nó sẽ yếu, và yếu liệt mà vận động mà nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa thì có thể những cái khớp này nè nó sẽ bị cứng cứng khớp. Đó là những tình trạng nặng. Và cái nếu như cái khối thoát vị đĩa đệm á, mà nó trên 6 mm á, nó chèn ép vô cái tủy cổ, nhất là thoát vị thẳng ra đằng sau ép cái tủy cổ, nó làm thiếu máu tủy cổ và có thể là nó gây liệt tứ chi, hoặc là chúng ta tiêu tiểu dầm về là không không tự chủ được. Đó là những cái dạng mà bệnh nhân có thể là biểu hiện những cái triệu chứng đó, mà cũng tùy theo, có người là bị một một bên tai, có người bị cả hai bên, có một người bên phải, một người bên trái, tùy theo cái hướng mà thoát vị đĩa đệm như hồi nãy tôi nói. Và có người chỉ đau vai, đau cổ thôi, có người lại đau xuống cánh tay rồi bàn tay, vân vân. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Tâm với những thông tin vừa rồi ạ. Thưa bác sĩ Ngọc,
Khi bị thoát vị địa đệm cột sống cổ mà cứ để nguyên, không đi điều trị thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả và những cái biến chứng gì thưa bác sĩ Ngọc? Nếu mà mình đã bị thoát vị địa đệm cột sống cổ, mình biết là mình thoát vị chẳng hạn là C3, C4 hoặc C4, C5 mà mình không lo điều trị. Giống như tôi mới trình bày là người ta cứ nghĩ là cái bệnh này nó không có hết, nó không có khỏi, hoặc là nó không có cái phương pháp để điều trị, hoặc là bệnh này phải mang suốt đời, thì người ta họ cứ để hoài, người ta vẫn cứ đi làm việc, thì sau này nó sẽ dẫn tới là vấn đề là tàn phế, giống như bác sĩ Tâm mới vừa trình bày. Để tới cái giai đoạn nặng thì cái yếu liệt là khả năng nó xảy ra rất là cao. Khi mà chúng ta đau cột sống cổ, nó sẽ diễn tiến trong 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì người bệnh cảm thấy là người ta đau ê ẩm vùng sau cổ vai gáy, có lúc thì đau đau dữ dội nhưng mà có lúc thì không đau, giống như là cái bệnh giả đò vậy đó. Khi mà đau thì người ta muốn điều trị, mà khi hết đau rồi, người ta thấy hết đau rồi, người ta không muốn. Bởi vậy cho nên người ta ít khi nào tới các cái phòng khám chuyên khoa về phục hồi chức năng. Đó là cái giai đoạn 1. Giai đoạn tiếp theo thì người bệnh hầu như là đau liên tục. Nó không còn lúc đau lúc không nữa, mà hầu như là người ta đau liên tục. Đau mà đau nhức dạng bên trong xương á, nhức dữ dội lắm. Có khi là người ta đau mà đau lan tỏa ra tới cái vai. Người ta đau không thể chịu đựng được. Người ta nói là có nhiều người ta muốn là người ta nói với tôi là người ta muốn cắt cái cổ mà người ta bỏ đi vậy đó. Cái đó là giai đoạn thứ hai. Còn giai đoạn thứ ba là giai đoạn là đau lan tỏa. Đau lan tỏa là người bệnh đau từ cổ mà đau lan ra vai, xuống cánh tay và tới bàn tay. Đau theo dọc đường đi của dây thần kinh, nhiều lúc nó châm chích, đau giống như một cái luồng điện nó từ trên mà nó kéo xuống. Có người đau một tay, có người đau hai tay, tùy theo cái tình trạng chèn ép của cái thoát vị địa đệm. Cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn nặng nhất. Lúc này người bệnh không còn cảm thấy là mình đau nữa. Cái đau nhất biến đi nhưng mà bù lại thì cái tê bì rất là khó chịu. Người bệnh không, ví dụ như cầm nắm một cái vật gì đó, người ta không còn cái cảm giác nữa. Thay vì mình cầm cái viết hay cầm con chuột thì mình có thể điều khiển được nó, nhưng mà nhiều lúc mà nó đã lên cái cơn tê, mình làm việc cái cường độ cao á, nó lên cái cơn tê thì lúc đó người bệnh không thể điều khiển được nữa. Người ta không còn cái cảm giác là mình đang cầm con chuột hoặc là cầm cái viết, đặc biệt là khi mà mình lái xe. Lái xe đoạn đường xa rất là khó. Chỉ khoảng là 4-5 cây số là mình phải dừng lại để mình vận động tay. Mình vận động tay cho tay nó thả lỏng, nó nghỉ ngơi, thì lúc đó người bệnh có thể là mới chạy xe tiếp được. Cái tình trạng đó nếu mà mình để lâu, mà mình để tới cái giai đoạn 4 rồi, là giai đoạn tôi nói là giai đoạn nặng, thì sau này có một số người nó dẫn tới là liệt từ bàn tay đổ lên, chứ không phải là liệt từ trên đổ xuống. Là thay vì ngóc cái bàn tay lên, người ta không ngóc được nữa, vận động bàn tay người ta không vận động được nữa, là do thần kinh nó chèn ép quá nặng từ trên cột sống cổ. Chứ không phải là do tôi liệt cái tay là do tôi bị gì, bị cơ, bị xương, bị khớp gì trong cái cánh tay. Không phải, cái gốc nó nằm từ cột sống cổ. Thì khi mà để cho trường hợp nặng là rất là khó điều trị. Ngay cả trường hợp nặng như thế là mình phải phẫu thuật, mà phẫu thuật là 5 năm. Tôi thì tôi không phản bác về vấn đề phẫu thuật, nhưng mà phẫu thuật những trường hợp nào cần thì mình cần phải phẫu thuật. Nhưng mà phẫu thuật thứ nhất là chi phí tốn kém, mà không phải là phẫu thuật ra là thành công. Từ trước khi mình phẫu thuật là bác sĩ bảo mình ký vào một cái tờ giấy là cam kết đó, là 5 năm, có thể là thành công và có thể là thất bại. Cho nên là tôi khuyên là những trường hợp nhẹ là mình cần phải lo mình điều trị. Thứ nhất là giảm bớt cái thời gian mình điều trị. Thay vì bệnh nặng là phải 2 tháng, 3 tháng người ta mới hết, mà bệnh nhẹ thì khoảng chừng 2 tuần cho tới 3 tuần mình đã hết rồi. Cái chi phí nó lại đỡ tốn kém hơn cho mình và thời gian nó không mất nhiều. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Ngọc ạ.